Chúng ta sang câu C. M thuộc SA, N thuộc SD. Xác định tiết diện tạo bởi MNB, MNB và chóp SABCD. Đối với câu này, chúng ta cần phải có một cái diện tích nó lớn, bởi vì các hình này nó còn bị đua ra ngoài nữa và các đường nét nó hơi nhì nhằng. Thế nên là chúng ta sẽ zoom to lên và chúng ta cho câu hỏi lên trên này để chúng ta có thêm cái diện tích này. Thì trước hết là chúng ta sẽ minh họa cái đề bài là MNB, mặt phẳng MNB. Bây giờ đi tìm tiết diện tạo bởi MNB và chóp SABD. Thì cách giải bài này là MN thuộc mặt phẳng SAD và cũng thuộc chóp SABCD. Thì trước hết là chúng ta sẽ tìm điểm chung của MN và AD. Thì đấy chính là cái điểm chung của MNB và SAD. Chúng ta kéo dài đường thẳng MN này và đường thẳng AD, chúng ta sẽ được một cái điểm E, chính là một giao điểm của mặt phẳng MNB với SAD, cũng chính là giao điểm của MNB với cả chóp SABCD. Từ E chúng ta sẽ kéo nối với B thì chúng ta được một điểm F. Nối NF sẽ được một thiết diện. Đây chính là thiết diện tạo bởi MNB và chóp SABCD. Thì đấy là cách giải chúng ta sẽ minh họa, đúng không? Tôi sẽ copy cái này và chúng ta sẽ xóa đi. Sẽ làm lại từ đầu. Trắng trơn, đúng không? Cho điểm M thuộc SA. Chúng ta vẽ một cái chấm tròn này. Chấm tròn này chúng ta đổ đen. Cho bé chút nữa. L thuộc SD. Có thể là phải cho bé chút nữa, hơi to. Chúng ta vẽ hai khung text M cho bé lại. L vẽ các đường nối MNB. Các đường này đều là đường đứt. Nó bị dính, bắt điểm. Đôi khi chúng ta bị bắt điểm như này, chúng ta không có cách gì để thoát khỏi. Thậm chí là chúng ta phải xóa đi, chúng ta làm lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ nối dài cái đường MN này, copy cái này thì nó đúng phương tiếp tuyến nó luôn. Đó. Còn cái đường này chúng ta vẽ như vậy, đúng cái phương nó, đúng không? Trước hết là đúng phương đã, sau đó để dài ra chúng ta giữ shift, chúng ta kéo, sẽ cắt ở đây, sẽ co ngắn cái này này. Rồi tiếp theo chúng ta nối cái này, thì trong đường này nó có hai đoạn, một đoạn là đường liền, một đoạn là đường đứt. Nối ML này. Rồi. Chúng ta đặt các cái điểm này cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ mặt cắt hình thiết diện. Cho trong suốt một phần. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hiệu ứng cho hình này. Để cho dễ dàng hơn, chúng ta nên gấp các phần này ra. Trước hết là sự xuất hiện của điểm M và điểm N. Chúng ta bao này để tóm được hai đối tượng. Điểm N kéo dài MN B. Chúng ta chọn ngoài và chúng ta sẽ chọn chiều cho nó.
kéo dài MN. Rồi phần này chúng ta cũng dùng hiệu ứng ngoài. Đó, sự xuất hiện của điểm E. Nối dài EB. Xuất hiện bên N. Này chúng ta thay bằng điểm F. Phần nối NF. Rồi, cuối cùng là sự xuất hiện của cái hình này. Chúng ta bật thử xem. Để chúng ta điều chỉnh M, N. Cái này phải theo thứ tự. Để xem hiệu ứng từ phần này, chúng ta đặt con chuột đây và chúng ta ấn play. Thì không phải chạy từ đầu. Rồi, đến phần này E. Chúng ta cho cái điểm F này xuất hiện. After. Và cái đường thẳng EB này nó sẽ xuất hiện sau. Chúng ta thử xem. Đó. Rồi. Tiếp theo là chúng ta nối các cái đối tượng này. Xong rồi, đúng không ạ? Chúng ta bật lên. M N MNB. Chúng ta có mặt phẳng MNB. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái thiết diện tập bởi chop LB và MNB. Kéo dài này, xuất hiện điểm E này. Nối này. Chúng ta có F này, chúng ta nối NF này. Và chúng ta sẽ được cái thiết diện MNFB.